Tử vi thứ 6 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 âm lịch, ngày Quý Mùi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Xung ngày, ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị xung tháng, canh dần. Giáp Dần thứ 6 này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương? Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày vn 1. Tuổi tí ngày 29 tháng 7 năm 2022 ảnh hưởng của tương hại nên con giáp tuổi tí khó có thể xử lý mọi việc một mình. Nếu bạn muốn có sự giúp đỡ thì cần phải lên tiếng mở lời. Đừng ngại ngần, bởi vì mọi người sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn. Đừng giữ im lặng và mong đợi họ hiểu bạn. Tỷ Kiên gây ra một số trở ngại đối với con giáp tuổi Tý nhưng đó cũng là lúc bạn tận dụng lợi thế của mình. Giữa mớ hỗn loạn, mọi người đều rất cần một tiếng nói điềm tĩnh, có sức nặng. Thế nên đây là ngày để bạn thể hiện vai trò của mình trước tập thể đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội. Thổ Thủy Sung khắc nhắc nhở bản mệnh nên gác những vướng bận cuộc sống hiện tại sang một bên để chăm sóc bản thân. Bạn tăng hay giảm cân quá nhanh trong thời gian này cũng là vì bị stress. Còn việc ăn uống chỉ là tác nhân nhỏ mà thôi. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, đen, hồng quý nhân phù trợ toát thìn. Hai tuổi sửu ngày 29 tháng 7 năm 2022 lục sung nhắc nhở con giáp tuổi sửu nếu không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy ồn ào của người khác thì tốt nhất là hãy vạch ra một ranh giới rõ ràng và yêu cầu họ tôn. Trọng Trước tiên, bạn cũng cần phải tôn trọng chính mình nữa. Hãy tin rằng bạn đã làm rất tốt những công việc của mình, vậy thì bạn có quyền tự hào về những thành quả đó ai đó có thể ghen tị với bạn. Nhưng đó chỉ là việc của họ mà thôi. Ảnh hưởng của thiên quan nên những thay đổi diễn ra ngày thứ sáu đều rất nhanh chóng và hỗn loạn, thậm chí khiến cho bạn choáng ngợp đấy con giáp tuổi sửu. Hãy chuẩn bị cho những gì tìm đến với mình bằng sự chủ động thì hơn, bạn mới là người có thể giúp chính mình lúc này. Giờ tốt, 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ tí, dậu, hợi. 3, tuổi dần ngày 29 tháng 7 năm 2022 thương quan điểm báo có những hận thù tức giận đang dấy lên trong lòng con giáp tuổi dần. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, bạn hãy cảm ơn cuộc sống vì mỗi ngày bạn đều được hít khí trời, tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn, thoải mái và thoát ra khỏi những hỗn loạn của đời sống. Hãy tận hưởng khoảng lặng này, dù đôi khi nó khiến cho bạn thấy uể oải ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của bản mệnh trong thời điểm này. Khó khăn trồng chất khó khăn đòi hỏi bạn phải tính toán chi ly từng đồng, nhưng hãy giữ niềm tin rằng, qua giai đoạn này rồi bạn sẽ làm lại tất cả. Ngày tốt theo nhị thập bát tú. Khuyên bản mệnh nên làm, mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất. Giờ tốt. 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường nâu trắng quý nhân phù trợ tuất hợi. 4. Tuổi mão ngày 29 tháng 7 năm 2022 xem tử vi chính xác nhất ngày 29 tháng 7 năm 2022 tam hợp xuất hiện cho thấy hôm nay những niềm hạnh phúc của người tuổi mão đang dần lớn lên vậy thì hãy nuôi dưỡng nó với tất cả niềm lạc quan và sự tôn trọng dành cho một nửa của mình nhé. Thực thần ghé thăm là lúc con giáp tuổi mão nên thả lòng bản thân một chút. Hãy giảm tải và cho mình thời gian, cơ hội được cất cánh bay. Tinh thần bạn nhờ thế khá hơn đấy. Đây cũng là một ngày tuyệt vời cho những ý tưởng mới. Ngũ hành xung khắc có thể đẩy bạn vào rắc rối liên quan đến tiền. Có rất nhiều việc đang diễn ra, nhưng nếu bạn tính toán mọi thứ một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, bạn sẽ thấy mọi thứ đâu vào đấy tốt mà thôi. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, tím, trắng quý nhân phù trợ, mùi, hợi. Nam Tuổi thìn ngày 29 tháng 7 năm 2022 chính quan đang trao cho con giáp tuổi thìn cơ hội tốt đẹp trong mọi trường hợp bản mệnh đừng quên điều quan trọng là bạn phải chứng minh với cấp trên rằng bạn xứng đáng với những gì họ giao phó hãy làm việc hết mình trong ngày hôm nay bạn nhé thổ khí vượng tác động nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút để gia tăng sức đề kháng trong thời gian dịch bệnh như hiện nay bạn nên điều chỉnh lại việc ăn uống ăn nhiều hoa quả hơn nhất là quả nhiều vitamin c như ổi cam táo theo hải thượng lãn ông, ngày một âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ. Châm trích tại vị trí này. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, nâu, vàng quý nhân phù trợ thân tí. 6. Tuổi Tỵ ngày 29 tháng 7 năm 2022 tam hội chính là ngày để con giáp tuổi Tỵ kết nối với những người mình yêu thương và cho họ thấy trái tim chân thành, nhiệt huyết và nỗ lực của bạn. Chắc chắn họ sẽ đánh giá cao những giá trị tinh thần ấy. Chính tài dự báo con giáp tuổi Tỵ có được phần thưởng, tài lộc liên quan đến tiền bạc. Bạn có quyền tự hào với thành quả của mình bởi vì mọi người ghi nhận công sức mà bạn tạo ra. Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui về sức khỏe của bản mệnh, có người ốm lúc này sẽ nhanh được hồi phục. Điều này một phần là nhờ vào tinh thần lạc quan, vui vẻ, cộng thêm sự hiểu biết quan trọng về cơ thể để điều chỉnh việc ăn uống, nghỉ ngơi một cách khoa học nhất. Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường. Tím, hồng quý nhân phù trợ, sửu, dầu. 7. Tuổi Ngọ ngày 29 tháng 7 năm 2022 Tam hội nhắc nhở người tuổi Ngọ nhớ rằng khi xây dựng một mối quan hệ, bạn cần phải hết sức chân thành và có niềm tin. Sự đồng hành và nỗ lực từ cả hai phía sẽ giúp cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhờ thiên tài giúp sức mà con giáp tuổi Ngọ có được tiền bạc ổn định cuộc sống. Thế nhưng bạn đừng vội vàng mua sắm bốc đồng ngày hôm nay. Trước khi bạn đưa ra bất cứ quyết định nào về việc mua bán, hãy dành thời gian tính toán xem ngân sách của bạn thế nào nhé. Điều đó rất cần thiết. Ngũ hành tương sinh mang tới những điều kiện tốt để bạn có thể đảm bảo sức khỏe của mình trong thời kỳ dịch bệnh. Lúc này sức đề kháng rất quan trọng và một trong những việc bạn cần nhớ đó là đi ngủ sớm mỗi ngày. Giờ tốt 3 giờ 5 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phu trợ, hợi, tuất. 8. Tuổi mùi ngày 29 tháng 7 năm 2022 Thiên quan nhắc nhở con giáp tuổi mùi đây không phải là ngày thích hợp cho việc đưa ra những cam kết giao kèo quan trọng Điều quan trọng nhất chính là xem xét lại các giấy tờ văn bản mà bạn chuẩn bị ký đấy Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn có thể gặp vấn đề do điều kiện thời tiết thay đổi Nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý nên giữ thái độ bình tĩnh đừng suy nghĩ tiêu cực tưởng tượng những điều sai thực tế và làm cho bạn sống bấp bênh thiếu an toàn trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng tây bắc phía ngoài phòng thai phụ giường ngủ và nhà vệ sinh do đó thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xám, hồng quý nhân phù trợ, mão, ngọ. 9. Tuổi thân ngày 29 tháng 7 năm 2022 tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, nhờ trình ấn ghé thăm mà sau một thời gian mọi thứ rời rạc. Tối nghĩa thì đây là ngày mà người tuổi thân đã tìm thấy rõ cụ thể từng yếu tố liên quan, khiến những mảnh ghép trở nên liền mạch chính nhờ thế mà bạn đã nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn rất nhiều ngũ hành tương sinh mang lại cho bạn thứ tình cảm mà bạn mong muốn khi ở bên người ấy bạn được là chính mình vẫn theo đuổi đam mê của bản thân và vẫn cảm thấy thoải mái bình yên vận trình tình cảm của người độc thân đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt trong thời gian gần đây sự bừa bộn đã khiến cho cuộc sống của bạn trở nên hỗn loạn và mất đi sự tập trung đã đến lúc dọn dẹp lại và đưa mọi thứ về trật tự rồi đấy. Hãy thử xem, bạn sẽ thấy tốt hơn rất nhiều. Giờ tốt, 5 giờ, 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đỏ quý nhân, phù trợ, thìn tị. Mười. Tuổi dậu ngày 29 tháng 7 năm 2022 thiên ấn khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong cuộc sống của con giáp tuổi dậu. Hôm nay là một ngày để khám phá thế giới nghệ thuật chúng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Khuyến khích tinh thần bạn và giúp cho bạn thấy vui vẻ hơn. Sự sáng tạo sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều ngày hôm nay. Đừng để những cơn bốc đồng tan biến, hãy nuôi dưỡng chúng. Cho chúng cơ hội được phát triển nhé đừng để bản thân bị trói buộc bởi quá nhiều những rào cản trách nhiệm. Thổ kim tương sinh cho thấy tình cảm của bản mệnh lúc này đang dần được cải thiện. Bạn cũng cảm nhận được sự chân thành mà đối phương đang dành cho mình trong thời gian qua. Vì thế, bạn cảm thấy vững tin hơn bao giờ hết về tương lai của hai người. Giờ tốt, 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, hồng, vàng quý nhân phù trợ, thìn tị. 11, tuổi tất ngày 29 tháng 7 năm 2022 hình hại đặc quyền khuyên người tuổi tuất hãy nghiêm túc trong công việc, nhất là về yếu tố thời gian. Đừng để người khác đánh giá sai bạn, đặc biệt là cấp trên. Nhất là khi bạn không muốn thể hiện hình ảnh thiếu chuyên nghiệp trước mặt họ. Hãy thu thập những thông tin mà mình cần để có thể hoàn tất những kế hoạch của bạn nhé. Đây là ngày mà bạn nên quan tâm tới các chi tiết, chúng thực sự rất cần thiết đấy. Chính quan khuyến khích con giáp tuổi tuất hãy bắt đầu khởi xướng những kế hoạch mới, theo đuổi những ý tưởng mới. Nhờ thế bạn sẽ phát hiện ra rằng mọi hoạt động của bạn đều diễn ra theo kế hoạch, những thành quả của bạn có được là xứng đáng. Giờ tốt, 3 giờ, 5 giờ màu sắc cắt tường, trắng, nâu quý nhân phù trợ, dần. Hợi. 12 tuổi hợi ngày 29 tháng 7 năm 2022 nhờ tam hợp đưa ra những chỉ dẫn mà người tuổi hợi cảm thấy tự tin hơn với lựa chọn liên quan đến chuyện tình cảm hiện tại. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và càng hiểu nhau hơn. Ai mà chẳng thích được công nhận và con giáp tuổi hợi không phải ngoại lệ. Nhưng hôm nay hoàn toàn không phải ngày để bạn yêu cầu những điều đó đừng quên rằng có những thời điểm, sự kiên nhẫn là cần thiết. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh phải coi trọng sức khỏe của mình hơn bất cứ điều gì khác. Hạn chế tối thiểu việc đi ra ngoài. Bạn nhớ rửa tay bằng xà phòng và nước càng thường xuyên càng tốt trong ít nhất 20 đến 30 giây. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, đen quý nhân phù trợ, mão, dần.